Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Bonsai Đức Huy lại chia sẻ và gửi tới quý vị một đoạn clip tại vườn Chú Long. Xin chào Chú Long. Rồi, xin chào Bonsai Đức Huy nhé và chào tất cả khán giả trên cả nước. Hội chơi bonsai hoặc là cây cảnh nghệ thuật toàn nước. Vâng. Chúc một năm mới nhá, có nhiều niềm vui và hạnh phúc và làm nào cho làng bonsai, làng cây cảnh Việt Nam phát triển vượt bậc. Vâng, chào cảm ơn chú. Cháu thay mặt quý vị khán giả cảm ơn chú nhá. Và chúc chú nhà vườn chú cũng ngày một phát triển và tạo tác ra nhiều cây đẹp, cây quý. Thì cháu vào vườn thăm vườn chú nhưng mà cháu thấy giật mình bởi cây khế của chú. Cây khế rất là đẹp. Khế chua nhưng mà chân bẹ đều quay lên là nó là hàng cây cổ của chú. Thưa quý vị này. Quả chân quay bẹ lên là hai mùa luôn. Chân bẹ sẽ Bonsai Đức Huy sẽ đi từ từ cho quý vị nhưng mà kiểu này kinh. Nhưng mà quý vị nào mà đang muốn mua một cây khế mà để mà chơi Tết ấy, thì thật sự là đây là một cây khế đáng để sưu tầm. Khế đây, thưa quý vị là quả này. Khế bóng như cái ô ấy, nó rủ xuống rất đẹp mà quả sai chĩu chít. Quả sai lắm quý vị ạ. Mà quả to, đây, Bonsai Đức Huy đưa cái tay cho quý vị xem. Quả to lắm. Cái này mà tuốt lá trời Tết chung nhỉ. Rồi. Ui chơi quả ra thì tuyệt vời. Đẹp mà. Một cây khế chua nó quý. Một cây khế đây nhìn cái bờ thân bẹ thì quý vị cũng cảm nhận được một cây khế rất là lâu đời. Chung là một cái khế đẹp tác phẩm là một tác phẩm khế đẹp. Nói chung là cũng là cây này bây giờ là bao nhiêu tiền hả chú? Cái này bây giờ nó rơi ra vào nó tầm 80 triệu. Vâng, giá yêu thương 80 triệu. Cây khế này thì cũng xứng đáng chú Long. Rồi đây này. Đấy, rất nhiều những cái cây tử tức con. Là nó già và cái gân bẹ của nó đẹp, nó không bị sâu thối. Đây, cái bẹ này thì rất là to quý vị ạ. Nhưng mà chú thử ước lượng cái chỗ vanh gốc này nó khoảng vanh bao nhiêu chú? Cái này nó dưới một tí. À, thế này cái này nó rơi vào được khoảng 55. 55 60 đấy. 50 55. Ăn chắc. Đấy. 240 cái này rơi vào 55 đến 60. Và 55 60. Đúng rồi đấy. Khoảng tức là khoảng ngang đây nó khoảng độ khoảng 50 phân. Khoảng giữa này khoảng 55 60 đấy chú ạ. Vanh. Đây. Vanh được 60 đấy. Thế là nó thoát thân khoảng nửa mét. Cây lên độ khoảng 5-60 phân là chia cành. Đây, thưa quý vị là chia cành. Còn cây bóng tàn thì cao khoảng 2 mét chú nhỉ? Tầm 2 mét, từ mặt chậu lên khoảng 2 mét. Tầm đấy. Và trên chậu rồi. Nên cây đã ngồi chậu lâu năm. Mà cây đang ra quả rất sai. Đằng xa cháu thấy một cây mai rất đẹp chú ạ. Mai yên tử. Cây mai. Mai nó có một cái kính của nó, vanh của nó tầm 45. Cái mai yên tử nó có đặc quyền nó 45-50 thoát thân khoảng. Thưa mấy quý vị. Tay cành bông chia hết rồi bây giờ nung rang nở tết đẹp. Thưa quý vị là đây là cây mai Bắc, mai yên tử mà cái mai này sự là nó là hàng quý hiếm đấy. Vâng. Đấy. Tay cành chia chuẩn nụ nhiều và qua như thế là nở đúng dịp Tết luôn. Chú ơi, chú đứng lên trên bồn để sao mà cho quý vị cảm nhận cái độ thoát thân của cây. Nói chung đấy, cái mai này là mai yên tử. Xuất xứ từ quay thế là Tây yên tử. Nhưng mà đã được nhà dân trồng rất lâu năm và Long mua được lại. Đấy, báo cáo với anh em là một cây mai tức là chuẩn chỉ. Chú ơi, chú vít cho cháu cái cành cháu sọi cái lụ. Đấy cái cành là đấy đúng không? Đây. Vít cho quý vị xem cái lụ này, đang rất nhiều lụ này. Lụ quay nhiều và rất là đơm bông nhiều. Thưa quý vị này, lụ nhiều. Rồi. Lụ ở trên dày chát quý vị ạ. Đây. Giữa thân rất nhiều này. Đây. Đấy. Bông như dẻ lúa. Càng trên lại càng nhiều đúng không? Đúng rồi. Nhiều lắm, toàn thế này ở trên kia còn dày đặc hơn quý vị. Rồi.
Thì một cây đây là bonsai Đức Huy cảm nhận đây là một cây mai rất mai quý. Quý đấy. Đây một cây mai rất quý. Gọi là hiếm. Đây, nhìn này. Đây đây. Để bonsai dọa cho quý vị xem. Toàn chùm 3, chùm 4, tức là thành chùm hết. Vâng. Có từ thân cành lên đến ngọn. Cây mai này này, có quý vị nào yêu thích thì giá ra khỏi vườn bao nhiêu chú? Giá bây giờ nó tầm 80 triệu. 80. 80 triệu cây mai này chú ạ. Quý vị ạ. 80 triệu à. Rồi. Cây mai thoát thân khoảng cao thoát thân tầm khoảng của nó là 45. À vanh à, vanh. Là vanh 45. Vanh 45. Nhưng mà chia cành thì nó tầm từ mặt đất lên nó khoảng tầm 1m3. Và nhưng mà tính theo cháu ở đến cái chỗ khoảng kia vẫn tính được thoát thân này. Đấy đấy khoảng đấy, 1,5 m, 1,6 m. Nó phải tầm 2m, 1,8 m. 1m7. Mét 7, mét 8 đến thoát thân. Thoát thân mét 8 mà lục lạc, không sâu xia. Hàng lục lạc mà cây bóng chia đều, tứ rồi. Diện. Cây mai chuẩn đấy, cây mai này hiếm. Cây mai bóng tàn tự nhiên quý vị. Rồi. Đẹp. Này thì nó chia nó rất đấy, nó có một cái tay bay này mà một tay kia nó đẹp. Chú ơi. Bây giờ đào mà kiếm được cái đào như này thì quá bình thường chú nhỉ? Đào kiếm như này thì đơn giản, mai, cái mai như này không quá. Mai nó mới hiếm như. Một cây mai như này là trong khu vực này là nó là không có đâu. Vâng vâng, đây thưa quý vị này. Một cái mai thì cây mai yên tử. Nhìn nó dày như coi như thế là rất đẹp. Cái đào Nhật Tân luôn. Tết xong 10 chứ. Rồi rồi. Mai ở ngoài mình nói chung nó phải ra hoa, nở hoa mà tầm từ 1 tháng 3. Cây mai rất quý. À, quý vị nào yêu thích cây mai này thì cứ liên hệ với chú Long nhá. Chú Long đọc cái số điện thoại ở clip này chưa nhỉ? Chưa. Chú 0915. Vâng. 135999. Vâng. Và không số Zalo là 0913631268. Vâng. Đấy nếu mà muốn liên lạc thế... trong hai số điện thoại này. Thế quý vị nào cứ có yêu thích cái tác phẩm nào của chú thì cứ liên lạc với chú Long để được sở hữu những cái tác phẩm mình yêu thích. Để bonsai Đức Huy tiến lại một cái đôi nguyệt quế. Đôi nguyệt quế rất đẹp. Và đây một cây xanh nam điền cổ này. Đấy. Vâng. Xanh nam điền cổ luôn. Vâng. Già đến chi dăm luôn. Đây. Một đôi nguyệt quế rất là già quý vị. Đây là đôi nguyệt quế cổ. Hai cây bóng tàn tương đương nhau. Rồi rồi. Thần bệ. Nếu mà đồng chí nào mà có một cái nhà gỗ biệt thự mà để hai bên hè thì nói chung là quá đỉnh. Cây này vanh chắc khoảng 40 chú nhỉ? Cái này nó tầm 40. Đấy, vanh thân này, vanh thân. 40. Đấy, vanh thân chỗ chú Long sờ là 40. Nó thoát đầu khoảng 45 phân. Đấy, còn cây cao khoảng tầm 1m, 1m1 chú nhỉ? Đấy. Nếu từ mặt chậu lên thì nó rơi vào tầm 1m4. À 1m4. Ừ. À, vâng vâng, 1m4, 1m3, 1m4. Nhưng mà nhìn cây rất là lùn. Trông bóng tàn hài hòa, trông cây rất là đầm lùn. Tuyệt vời đấy, đôi nguyệt quế này rất đẹp đấy. Đôi nguyệt quế này giá giao lưu là bao nhiêu hả chú? Giá giao lưu tầm 70 triệu. 70 triệu một đôi nguyệt quế đôi này. Vâng, vâng. Đấy, thì chú Long có báo giá thì quý vị cứ tham khảo giá mà xong rồi cái số điện thoại chú Long vừa cho quý vị ấy, thì quý vị cứ điện cho chú Long để ép giá. Chắc là 70 triệu cũng vẫn có rồi, có lộc lá chú nhỉ? Có lộc lá. Đấy. Vâng. Chú Long. Xuân Tết thôi chứ. Đấy. Vâng vâng. Thì chú Long cũng không lấy cả quý vị ạ. Chú Long sẽ có lùi, có lộc lá. Đến đây bonsai Huy cũng xin phép được dừng lời tại đây. Trước khi dừng lời thì cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Quý vị nhớ đăng ký kênh ủng hộ bonsai Huy nhá. Chào chào chú Long nhá.
chào Bonsai Đức Huy và các bạn ủng hộ cho Bonsai Đức Huy nhá. Vâng, chào. Vâng, chào cảm ơn chú nhá. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi live của Bonsai Đức Huy. Vâng, cháu xin chân thành cảm ơn chú chào nhá. Chào thân ái.